nay thì xu hướng mà chơi cây chanh tứ quý trên chậu vừa để ăn lá mà vừa để ăn trái thì là một xu hướng mới nha bà con. Hôm nay nhà vườn Vũ Tiến rất là vui khi được chia sẻ một vườn chanh tứ quý cây to và thuần chậu. Hiện tại thì cây thuần chậu ra rễ rất là nhiều và quả rất là sai các bác nhé. Thì như những cái cây này thì thông thường thì các gia đình người ta sẽ mua về, người ta sẽ trưng vừa để chơi, vừa để ăn trái và vừa để ăn lá luôn. Thì bây giờ nhà vườn Vũ Tiến sẽ quay cận cảnh về quả và lá cho bà con xem. Bà con có thể nhìn trên tay nhà vườn Vũ Tiến đây là quả chanh tứ quý đây, rất là sai, rất là nhiều quả luôn. Đấy, bà con nhìn này. Đấy, thấy chưa ạ? Đây ạ. Vâng. Đấy, rất là sai quả. Tại sao cây chanh tứ quý nó lại sai quả như thế này? Thì bởi vì cây chanh nó không ăn nhiều đất, nó ăn rất là ít đất và nó chịu hạn chịu nhiệt rất là tốt. Đấy, và cây chanh tứ quý thì càng thời tiết khí hậu càng nắng chiếu vào như thế này, càng nhiều nắng chiếu vào như thế này thì nó lại càng ra sai hoa và nó lại càng đậu được nhiều quả. Đấy, cái đặc điểm của cây chanh tứ quý nó là như vậy. Thì hiện nay thì có rất là nhiều bác thích trồng những cái mặt hàng như thế này, thì bây giờ nhà vườn Vũ Tiến sẽ giới thiệu qua. Thì trước tiên đây là một cây chanh tứ quý thì nó sẽ ra hoa ra quả quanh năm, và gốc của nó là gốc cây bưởi. Gốc cây bưởi thì cái ưu điểm của cây bưởi là sẽ rất là khỏe và cây bưởi sẽ rất là to, thì nó sẽ giúp cho cái cây chanh nó, cái những cái mắt chanh mà mình ghép ấy thì nó sẽ ra được rất là nhiều hoa và quả, và cái tuổi thọ của nó rất là bền nhé bà con nhé. Vì tất cả ở trên thị trường hiện nay dòng chanh tứ quý thì tất cả đều là cây ghép. Đấy, không có ai là sử dụng cây hạt hay là cây chiết, bởi vì cây chiết thì nó cũng tuổi thọ nó không cao, và cây chỉ có cây ghép là tuổi thọ nó cao. Đấy, và bà con có thể xem những cái chùm quả của nó sẽ như thế này đây. Đấy, đây là một cái cây chanh tứ quý nó được ghép bà con nhé, từ gốc cây bưởi như thế này. Đấy, và được trồng trên cái chậu. Chậu này thì đang có cái đường kính là 1 mét. Đấy, và nó cũng thoải mái đất ăn cho cây chanh. Về bà con chỉ việc tưới nước hàng ngày và thi thoảng thì bà con bón cho một ít phân. Đấy, là được. Cây chanh thì nó rất là dễ trồng thôi, nó không có gì khó cả. Dòng chanh này nó là dòng chanh tứ quý rất là sai nước và rất là thơm, lá của nó cực kỳ là thơm luôn này. Chỉ cần tách một này, bà con hơi xoa xoa một tí là bà con đã ngửi thấy cái mùi thơm của nó rồi. Đấy, và quả của nó cực kỳ là mọng nước nhá. Đặc biệt là cái quả chanh tứ quý này thì nó lại không có nhiều hạt cơ, nó lại rất là ít hạt bà con nhá. Đấy, hạt nó rất là ít luôn. Đấy, rất là sai luôn này. Đấy, quả rất là thơm. Và cây thông thường nhà vườn Vũ Tiến là đều trồng ở trong chậu thì là nó sẽ rất là đẹp. Đấy, bà con mà có nhu cầu mua chanh tứ quý thì có thể là liên hệ trực tiếp cho nhà vườn Vũ Tiến qua số hotline 0388744666, thì nhà vườn Vũ Tiến sẽ tư vấn và gửi hàng cho bà con. Đấy, bà con có thể nhìn đây, trước mặt bà con đây là một cây chanh tứ quý nhà vườn Vũ Tiến trồng ở trên chậu, cây rất là to đẹp và sai quả luôn. Nhà vườn thì hiện tại đang có khoảng 30 gốc như thế này và rất là đẹp. Thì bà con có thể là nhắn tin Zalo trực tiếp cho nhà vườn Vũ Tiến qua số 0388744666 để nhà vườn Vũ Tiến gửi hình ảnh và báo giá cho bà con. Đấy, những cái cây như thế này thì thông thường nhà vườn Vũ Tiến sẽ phải là dùng xe lâng để lâng lên xe thùng và gửi đến cho bà con. Đấy, những cái cây như thế này thì nhà vườn Vũ Tiến sẽ gửi toàn bộ Bắc Trung Nam bà con nhé. Toàn bộ Bắc Trung Nam nhà vườn Vũ Tiến đều gửi hết. Đây bà con có thể xem này. Hiện tại thì đang là thời tiết rất là nắng oi ả vào cái thầm tháng 10 dương lịch năm 2023 thì bà con có thể thấy đây. Đây, quả rất là sai luôn này. Nhìn rất là nhiều quả. Đấy, nhìn rất là sướng luôn. Đây bà con chỉ cần chơi 1-2 cây như thế này thôi là rất là thích. Đấy, cảm ơn bà con rất là nhiều đã quan tâm và theo dõi nhà vườn Vũ Tiến trong suốt thời gian qua. Chúc bà con có được những cái cây chanh sai quả như thế này và ngắm đẹp như thế này. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Kính chúc bà con sức khỏe.